Chiều qua tại thành phố Vũng Tàu, Công an tỉnh đã tổ chức trao quyết định của Bộ Công an bổ nhiệm chức danh trưởng Công an thành phố Vũng Tàu cho Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tham dự buổi lễ có ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, ông Nguyễn Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Đại tá Huỳnh Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Thượng tá Nguyễn Văn Luyện sinh năm 1970, quê quán xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh đã được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh trưởng Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 13 tháng 2 năm 2020. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu chúc mừng Thượng tá Nguyễn Văn Luyện đã được bổ nhiệm làm trưởng Công an thành phố và mong muốn trên cương vị mới, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, phẩm chất, năng lực cùng với tập thể Ban chỉ huy Công an thành phố Vũng Tàu, lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự xã hội, xây dựng lực lượng công an thành phố ngày càng trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phục vụ tốt sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Vũng Tàu, xứng tầm là thành phố du lịch ASEAN, là nơi đáng sống.